Xin chào cả nhà. Hôm nay Huy sẽ cho cả nhà thấy cái khung cảnh cũng là màu sắc của những cái súng nước của ngày Tết, nhưng mà khoảnh khắc và khoảng 3-4 giờ sáng của những người bán hàng chiếc áo thun sắc nét đơn giản Thái Lan phải ngủ gật trên chiếc cổ lung lay của mình giữa những đêm trời sáng. Họ phải ngủ như thế này để chuẩn bị cho một ngày Tết Song Can, chờ khách vào buổi sáng để bán cho họ. Họ đã ra từ sáng sớm để bán, đôi khi bán trong đêm. Đó là một trong những cái góc khuất mà không phải là Huy hay quay về góc khuất là để than thở, mà có nghĩa là để cho mọi người biết được bất cứ một cái ngành nghề nào hoặc là bất cứ một cái cuộc sống nào đều có những cái góc khuất hoặc là những cái góc sáng. Ngay cả những cái người như giống như là những cái người cỡ như Huy đổ xuống dàn ghẻ những cái tầng lớp thấp của xã hội thì dạng như là họ cũng sẽ có những cái góc sáng đó. Cho nên là Huy rất là thích quay những cái mà đôi khi nó giống như là Tết thì đôi khi cũng cảnh nhộn nhịp thì nó cũng quen thuộc, nên Huy quay thêm cái cảnh đó để cho mọi người biết thêm. Và đây là một cái cảnh Huy ghé vào trong siêu thị Siam Paragon để đi tiểu, tại vì Huy mắc tiểu quá luôn. Mà đi trên tàu điện ở trên không thì đôi khi có toilet, đôi khi nó cũng không có. Cho nên là chạy vô đây đi đỡ, xong rồi chạy qua vô lại. Đây là những cái mặt hàng mỹ phẩm cao cấp nè, Clinico nè, đủ hết, Kale nè, nói chung rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay mọi người thấy có cái gì đó lạ lạ trong cái clip này không? Lâu lâu là Huy rất là thích làm những cái clip lạ lạ như thế này để mọi người coi những cái cảnh sinh hoạt của Thái Lan, cũng như là có những cái gì đó lạ lạ. Ví dụ đó là một cái sự gọi là tiết kiệm hay là keo kiệt. Đối với mọi người như vậy là tiết kiệm hay là keo kiệt khi mà Huy đi mua đồ mà Huy quên đem theo bịch bóng. Nhưng mà là để bảo vệ môi trường, nhưng mà người ta vẫn bán bịch bóng nha. Bán là để cho mình nhớ mình đem mấy cái bịch của mình, để cho không có tốn bịch bóng nữa. Đó, cuối cùng thì Huy không mua bịch bóng. Cứ có những lúc đó, cái mình tiết kiệm, gọi là tiết kiệm hoặc là keo kiệt thì không biết, nhưng mà đôi khi thì mình cũng có cũng ấy, nhưng mà đôi khi mình cũng chưa biết mình đang tiết kiệm hay keo kiệt. Nên làm clip vui vui hỏi mọi người là Huy trợ mua cái bịch bóng sách cho nó ấy, chứ không mà để trong cái túi mà nó cộm lên vậy mà cũng đi được quá trời. Qua những cái nẻo đường Song Can để đi về tới nhà thì quay cho mọi người cảnh như này. Bây giờ ngày 19, 20, 21 ở dưới Pattaya là rất là vui luôn. Huy đã quên là Huy đã từng xuống Pattaya chơi, và Huy cảm nhận là ở cái thành phố biển Pattaya là rất là vui mọi người. Nếu mà mọi người đi chơi té nước ở Pattaya, mọi người sẽ thấy khác với Bangkok. Tại vì ở dưới đó Huy thấy là người ta chơi xe này nọ. Mọi người có thể kéo về năm trước kia sẽ thấy Huy có những cái clip đó. Thì ai trong quá trình của Huy là biết. Nhưng mà đôi khi mình quay clip thì mình cũng không có cảm nhận được cái vui nó như thế nào đâu mọi người ơi. Nhưng mà năm nay thì Huy cũng chưa có chơi nước, chưa có bắn gì ai hết trơn. Cho nên là cũng không có cảm nhận được cái vui đó. Nhưng mà cũng tùy, năm này năm nọ, năm thì mình được chơi, năm thì mình không chơi. Mà thiệt ra lúc mà ở Việt Nam Huy thấy mọi người cứ hay đi chơi té nước, Huy đâu có biết cái gì đâu. Cái sau này mình ở Thái Lan, mà thiệt ra ở Thái Lan vậy mấy năm trời cho Huy cũng đâu có đi chơi Tết này nọ nhiều đâu mọi người. Huy thích đi cà phê ăn uống vậy á.
Rồi đi cũng đi chơi, đi du lịch, đi quay review cũng có chứ hả? Nhưng mà Huy cũng không có đi đi bar, đi pub nhiều nè, cũng không có đi đi chơi Tết chi lễ đàn đúm nhiều người, là Huy cũng ít đi lắm á nha. Thấy Huy hay đi chơi chứ mình Huy toàn đi chơi một mình hoặc là đi cà phê cà ơ rồi. Đây cái đoạn đường rất là nước nha cả nhà, rất là vui nhộn, nó khác với là cái cảnh mà buổi sáng người ta chờ bán hàng. Em đây dễ mặc bộ đồ dễ thương cho là cùi, trời ơi, nhìn cười tươi ha, khỏe khoắn, nhìn em dễ thương quá, em bán cái súng máy tia nước luôn, em thọt nước em tính bắn Huy em cười. Có những cái em trai rất là dễ thương và tươi á mọi người, gọi là tràn trề sức sống á, Huy rất là thích những cái nét đẹp khỏe khoắn. Túi xách á mà Huy để mua đồ, những cái đồ đó Huy ăn cũng hết rồi, chưa có kịp review mà đói quá. Lấy ăn nacho nè, xong rồi mấy cái bịch rong biển nhỏ, rồi mực. Mọi người thấy Huy cầm cái túi xách đó mà Huy không có mua cái bịch bóng ở siêu thị á, tại vì ở bên đây có nhiều chỗ á là sẽ phải mua bịch bóng hoặc là mua cái bịch, nhiều khi cũng không phải bịch bóng, bịch gì á, để mình xách về nếu mình không có, do để người ta bảo vệ môi trường, không có làm ấy, mọi người không có làm bịch bóng nó làm ô nhiễm môi trường, thì dạng như vậy á. Thì mọi người thấy cái chuyện mà Huy không có mua cái bịch bóng đó là Huy tiết kiệm hay là Huy cái keo kiệm theo mọi người á? Nói chung là nhiều bạn có comment thấy Huy ăn uống cà phê hoặc là mua đồ rồi đó thì nó hơi sang, phung sang hay là phung phí gì á, phung phí. Chứ mà thiệt ra là Huy không có sang với phung phí hoài đâu. Còn người chúng ta có những cái lúc á, Huy nghĩ á nha, theo Huy nghĩ á là những cái người tốt á, nhiều khi họ chưa có biết là họ tốt, tốt ngoài cho đến khi họ làm một cái chuyện gì đó chưa có tốt lắm. Thì Huy cũng vậy, mọi người nói vậy chứ Huy cũng có lúc Huy thấy mua một cái bịch bóng tiếc quá, Huy có xách đồ về mà nó cũng hơi nhiều một chút rồi, thấy cũng mắc cười. Cái chị bán quán chị cũng cười cười Huy, mà người đi đường nhiều khi đi ngoài đường nó hơi nhô nhô ra chú không có đóng cái túi, là Huy cũng mắc cỡ rồi. Mà lỡ nó quay cho mọi người coi thấy như vậy luôn là Huy không có sang cái phung phí hoài đâu. Huy cũng mua đồ, Huy cũng tiết kiệm rồi, đôi khi Huy cũng tiết kiệm bóng rồi á, không chịu mua. Mọi người nhớ comment nha, theo như vậy là keo kiệt hay là tiết kiệm?